Anh Lân, anh đây. Ngoài mẫu kính mà anh đang chuẩn bị đeo ra, mình còn mẫu nào độc lạ hơn nữa không anh? Có em, có một mẫu. Mẫu này vô cùng đặc biệt luôn em. Anh mới vừa hoàn thiện xong và ý tưởng này là của anh luôn. Và bây giờ anh mời em và tất cả quý khách theo Kỳ Lân để xem sản phẩm chiếc mắt kính đặc biệt và đẳng cấp sang trọng thượng lưu của Kỳ Lân Luxury. Ở clip trước thì Kỳ Lân có review một chiếc kính cũng rất đặc biệt, vàng hồng, kính tròn, cũng đặc trưng đặc biệt của Kỳ Lân Luxury rồi. Và hôm nay Kỳ Lân trân trọng giới thiệu, đây là chiếc kính được làm từ vàng trắng. Và chiếc kính này Kỳ Lân thiết kế vẽ trên file dựa trên cái khuôn mặt của mình. Và Kỳ Lân đã hoàn thiện gọi là đo ni đóng giày á, để mà hoàn thiện hợp với khuôn mặt của mình luôn. Hình vuông và Kỳ Lân có xéo hai góc ngay bên cạnh bên sống mũi để nó cảm thấy mình đeo vòng thoải mái nhất, chứ không để là vuông luôn. Và ở đây chúng ta cũng thấy được là nó có một độ cong nhẹ ở hai bên hông, tạo thành một cái sự tuy là vuông nhưng mà sẽ là uyển chuyển, nó nhẹ nhàng và nhìn rất là thanh lịch. Tất cả gọng kính này được chế tác là vàng trắng AU750 và đến full kim cương trên hai vòng kính ở ngoài, và bên hai thành gọng kính cũng được đến full kim cương. Và tất cả những cái vàng này được sử dụng theo công nghệ cao, công nghệ nén vàng đặc biệt không bọt. Và ổ chấu được chảy máy hết, không phải sửa tay, không phải làm tay, nên là chất lượng hầu như là tuyệt đối cho dành cho sản phẩm cao cấp Luxury và đặc biệt là sản phẩm của Kỳ Lân Luxury. Một điểm đặc biệt trên chiếc kính này là ở trên phần sống mũi, trên cái phần ngang qua nối giữa hai cái đồng kính lại, nối giữa hai phần kính lại thì đó chính là ba viên kim cương 5.4, rất đẹp. Cái kính này làm từ bao nhiêu vàng lên? Ok, vậy để anh căng ha. Giờ anh sẽ căng tổng trọng lượng của cái kính này. Tổng trọng lượng tất cả full, tất cả chi tiết trên kính này là gần 1.3. Và nếu như mình sẽ trừ phần kim cương và phần trồng kính, hai đệm cao su này ra thì tầm cỡ trên 1.000.000 vàng. Vậy thì kính của mình có giá bao nhiêu vậy anh? Chiếc kính này có giá là gần nửa tỷ. Bởi vì tất cả cổng kính này được chế tác từ vàng nguyên khối ra AU750 và sử dụng công nghệ nén vàng đặc biệt cũng như là công nghệ cao, tất cả đều là sử dụng từ máy móc chạy ra chứ không phải là sửa tay. Đó là tiêu chí của những hàng cao cấp và tiêu chuẩn của những hàng luxury. Và đến rất nhiều viên kim cương, hầu như là full kim cương trên cái phần mặt trước của gọng kính luôn. Và hai bên thành của gọng kính, hai bên thành này nè, cũng là full kim cương luôn. Và không phải là những viên kim cương bình thường, mà những viên kim cương này là những viên kim cương được tuyển chọn từng viên một với kích thước, độ sạch, độ đẹp gần như là tương đồng với nhau. Và những viên kim cương này là những viên kim cương VVS nằm trong những lô viên kim cương đẹp nhất, sau đó chọn lại từng viên một lại để mà được sàng lọc lại được một kính nó đẹp và hoàn thiện hoàn hảo như vậy. Và đặc biệt ở trên đây nữa là ba viên kim cương chủ 5.4. Ba viên kim cương này tất cả là những viên kim cương tuyển chọn nước D, VVS1, 3SLN, Quỳnh Quang Non, và hầu như là ba viên kim cương này là không tì vết. Và tất cả kim cương này đều có giấy GI chứng nhận quốc tế. Và một điểm quan trọng nữa trên cái kính này đó là trồng kính. Trồng kính này mình cũng cắt từ trồng kính đặc biệt, tức là loại kính đặc biệt này được đổi màu, này là màu sấm khói. Bình thường thì trong nhà hay bình thường chúng ta sẽ thấy là màu trắng, nhưng mà chúng ta ra ngoài nắng thì chúng ta sẽ thấy được cái trồng kính sẽ đổi màu qua màu sấm khói, rất là sang. Anh Lân ơi, kính này á anh thiết kế riêng cho anh, vậy thì đối với những khách hàng khác á, có khuôn mặt khác á, thì phải sao đây anh? Thì anh sẽ thiết kế riêng cho từng khách hàng luôn em. Có nghĩa rằng là anh sẽ gọi là làm như là đo ni đóng giày cho từng khuôn mặt của từng vị khách quý của mình, và anh sẽ thiết kế dựa trên yêu cầu cũng như là ý tưởng cũng như là cái sở thích của vị khách hàng đó, và anh sẽ tư vấn và anh thiết kế làm sao nó hài hòa hợp nhất. Có nghĩa rằng là cái kính này anh thiết kế cho vị khách đó là đeo cực kỳ đẹp. Tuy nhiên có nghĩa là thiết kế riêng cho anh nhưng mà người khác đeo vẫn được chứ không phải là không, nhưng mà nó sẽ phù hợp hơn ít hay nhiều. Nhưng mà đối với kính này anh thiết kế riêng cho anh, riêng mẫu kính này, nhưng mẫu kính này cũng phù hợp với rất nhiều người, thậm chí là nữ. Kính này nữ đeo rất đẹp luôn. Và những người nam khác hoặc là những người khác
Riêng mẫu kính này anh tự tin và Kỳ Lân cũng tự tin khẳng định là đeo hầu như hợp với rất nhiều khuôn mặt. Tất nhiên là khi mà quý khách hàng đặc biệt của mình yêu cầu thì mình sẽ làm nó cân đối phù hợp với cái khuôn mặt của vị khách hàng đó. Còn cái mẫu kính mà Kỳ Lân làm để Kỳ Lân sử dụng là đã phù hợp cân đối với mình rồi, và nó cũng là thông số cân đối hầu hết với tất cả những người châu Á mình. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.